là tại sao nước Việt cứ khổ hoài vậy, không có chịu đeo dấu thiên tâm. Chú Hữu nói rõ, thời nay ai mà không đeo dấu thiên tâm đó là mất 50% cơ hội sống còn, 50%, phần 50 còn lại là do cái nghiệp phước. Còn đã có cái dấu thiên tâm trong cổ là thấy cái phần mà còn survive, tồn tại được để mà qua cái thời giàu sang đó là dư sức. Tức là phải biết cái dấu thiên tâm là cái gì, đeo cái dấu thiên tâm, cái dấu đó của Thượng Đế mà, của cha của Chúa Giê-xu mà, cái dấu trên điện thoại con đó. Cha Chúa Giê-xu có thẩm quyền cao hơn Chúa Giê-xu. Hồi xưa Chúa Giê-xu cũng có nói, ta làm lệnh của cha ta đó mà. Thời nay sư phụ cũng vậy, sư phụ cũng là con cha, cũng nói y chang như Chúa Giê-xu hồi xưa á, không biết có phải cùng thằng không nữa, cùng người không nữa, nhưng mà cũng là một, y chang này thôi. Ai muốn hiểu sao hiểu, đó là hết ý hết lời. Sư phụ nói mà đồng giáo, chỗ ông nãy ghét ta, dám kêu Chúa Giê-xu một thằng. Thì người ta cũng kêu vô là thằng kiệt vậy, có gì đâu, đúng không? Nó kiệt nhãn nữa kìa. Chậu ông nội là ai, ông thói nhà ông sạc. Mày gặp, thấy tượng tao thì mày lại nghe, thấy mặt tao thì mày chửi.